Chào mừng các bạn đến với kênh ông HTG. Chào mừng các bạn đến với thiên nhiên hoang dã nơi tất cả các loài động vật đều có mặt, từ những kẻ săn mồi khét tiếng cho đến những con mèo nhà thích cuộn mình ngủ gật. Nhưng hôm nay, chúng ta sẽ nói về một kẻ mà không phải mèo, mà cũng không phải sư tử, nhưng lại có sự quyến rũ của cả hai. Đúng rồi, đó là linh miêu kẻ săn mồi bí ẩn với đôi tai dài hơn cả bài giảng buổi sáng. Nào, hãy tưởng tượng bạn đang đi trong một khu rừng, bỗng thấy một cặp tai nhọn ló ra sau bụi cây. Đừng lo, đó không phải là một con mèo bị điện giật, mà là một con linh miêu thực thụ. Linh miêu, với bộ lông mềm mại, đôi mắt sắc bén và đôi tai chớp đen đầy phong cách, chẳng khác nào một ngôi sao thời trang trong thế giới động vật. Chúng không chỉ giỏi săn mồi, mà còn là những tay chơi đơn độc không bao giờ ngán ngại ai. Nhưng, đừng để vẻ ngoài đẹp trai đó đánh lừa bạn. Linh miêu là những thợ săn lặng lẽ và tinh ranh, với khả năng xuất hiện và biến mất như những ninja trong đêm. Từ những khu rừng rậm rạp ở Bắc Mỹ đến các vùng núi cao ở châu Âu, linh miêu đã chinh phục mọi môi trường sống mà chúng đặt chân đến. Và đừng nghĩ rằng linh miêu chỉ biết đến việc săn mồi. Chúng cũng biết cách giữ gìn bộ lông quý giá của mình, không để bụi bẩn làm hỏng đi phong cách quý tộc. Còn đôi tai thì sao? Nó không chỉ là để tạo dáng đâu, mà còn là vũ khí bí mật giúp chúng nghe thấy tiếng động từ xa, ngay cả khi bạn đang thì thầm với chính mình. Hãy cùng quay ngược thời gian về một vài triệu năm trước, khi mà tổ tiên của linh miêu chưa phải là những kẻ săn mồi điệu nghệ như bây giờ. Vâng, trước khi trở thành các siêu sao hiện tại, linh miêu đã có một cuộc hành trình tiến hóa đầy thú vị. Chuyện kể rằng, tổ tiên của linh miêu có lẽ đã xuất hiện từ hơn 4 triệu năm trước. Thời điểm đó, họ hàng của chúng vẫn còn đang tranh luận xem ai là trùm cuối của thế giới động vật. Nhưng rồi, một ngày đẹp trời, linh miêu quyết định tại sao không tách ra và trở thành kẻ săn mồi tuyệt vời nhất nhỉ. Và thế là hành trình tiến hóa của linh miêu bắt đầu. Các nhà khoa học đã nghiên cứu và phát hiện rằng loài linh miêu hiện đại bắt đầu tách ra khỏi các loài mèo khác khoảng 2 đến 3 triệu năm trước. Chúng không chỉ chọn cách sống độc lập mà còn phát triển những kỹ năng săn mồi đỉnh cao và thích nghi với những môi trường khắc nghiệt nhất. Từ đó, chúng đã trở thành những bậc thầy săn mồi mà không cần phải học thêm bất kỳ khóa huấn luyện nào. Lynx Á Âu được coi là tổ tiên của các loài linh miêu khác, đã mở đường cho Lynx Canada và Bobcat tiến hóa theo con đường riêng. Trong quá trình này, chúng đã phát triển đôi chân dài và mạnh mẽ để chạy đua với con mồi trên địa hình gồ ghề và bộ lông dày để chống lại cái lạnh cắt da. Điều thú vị là, linh miêu không chỉ tiến hóa về thể chất mà còn về mặt tinh thần. Bộ não của chúng đã phát triển để phân tích con mồi với độ chính xác cao và biết cách chọn thời điểm hoàn hảo để tấn công. Không chỉ có vậy, linh miêu còn biết sử dụng môi trường xung quanh như một chiến lược săn mồi. Chúng biết tận dụng mọi bụi cây, mọi góc tối để tiếp cận con mồi một cách lặng lẽ nhất có thể. Và thế là, linh miêu đã tự tay viết lên câu chuyện tiến hóa của mình, trở thành những bậc thầy săn mồi mà bất kỳ loài động vật nào cũng phải kiêng nể. Dù không sở hữu sức mạnh của sư tử hay tốc độ của báo, nhưng linh miêu có điều mà không phải loài nào cũng có, khả năng sống sót trong mọi hoàn cảnh, với phong cách và sự tinh tế khó có thể bắt chước. Nếu bạn nghĩ rằng linh miêu là những kẻ cô đơn và lạnh lùng, thì bạn đã đúng. Một nữa, vì dù sao thì, chúng cũng có lúc ngọt ngào đấy, nhưng chỉ là khi cần thiết thôi. Hãy cùng tìm hiểu về những hành vi và cách linh miêu tương tác với thế giới xung quanh. Linh miêu là những kẻ săn mồi đơn độc, điều này là sự thật không cần bàn cãi. Chúng thích làm việc một mình, từ việc săn mồi cho đến tuần tra lãnh thổ. Đối với chúng, cuộc sống là một cuộc phiêu lưu mà không cần bạn đồng hành. Lãnh thổ của linh miêu có thể rộng như sân bóng đá, hoặc thậm chí còn lớn hơn thế, tùy thuộc vào loài và nguồn thức ăn. Chúng sử dụng nước tiểu và dấu chân để đánh dấu ranh giới, như một lời nhắn nhủ: đây là đất của tôi, đừng có bước vào nếu không muốn gặp rắc rối. Mặc dù sống đơn độc, linh miêu không hề thiếu kỹ năng giao tiếp. Chúng có thể tạo ra nhiều âm thanh khác nhau, từ tiếng gầm gừ, tiếng rên rỉ cho đến tiếng meo meo, và đôi khi bạn có thể nghĩ rằng chúng đang tổ chức một buổi hòa nhạc đêm. Khi nói đến săn mồi, linh miêu là những kẻ săn đêm hoàn hảo. Chúng thích phục kích con mồi từ xa, chờ đợi trong im lặng trước khi nhảy lên với tốc độ và sự chính xác của một tay bắn tỉa. Con mồi yêu thích của chúng là những loài động vật nhỏ như thỏ, chim và đôi khi là cả những con hươu non. Nhưng, hãy khoan, linh miêu cũng có lúc thể hiện sự lãng mạn của mình, đặc biệt là trong mùa giao phối. Khi đó, chúng có thể tạm gác lại cuộc sống đơn độc để tìm kiếm một nửa hoàn hảo. Và khi tìm được, chúng sẽ dành thời gian để chăm sóc và quyến rũ đối tác của mình trước khi quay lại với cuộc sống một mình như cũ.
Một điều thú vị là Linh Miêu có thể điều chỉnh hành vi săn mồi của mình dựa trên môi trường sống và thời gian trong ngày. Chúng có thể săn vào ban đêm hoặc ban ngày, tùy thuộc vào điều kiện thuận lợi nhất. Điều này cho thấy sự linh hoạt và thông minh đáng kinh ngạc của loài động vật này. Dù là những kẻ săn mồi đơn độc, nhưng Linh Miêu không phải là những kẻ xa lạ với xã hội. Chúng có thể không sống theo bầy đàn như sư tử, nhưng chúng vẫn giữ một mối liên kết nhất định với đồng loại thông qua cách giao tiếp và tương tác trong mùa giao phối. Đến với phần sinh sản, bạn sẽ thấy Linh Miêu cũng có lúc mềm yếu đấy. Nhưng đừng nhầm tưởng, vì đây chỉ là cách chúng duy trì nòi giống thôi. Mùa giao phối của Linh Miêu thường diễn ra vào mùa đông, thời điểm mà nhiều người trong chúng ta chỉ muốn cuộn tròn trong chăn và không làm gì cả. Nhưng với Linh Miêu, đây là lúc chúng bắt đầu hành trình tìm kiếm bạn đời để duy trì dòng dõi. Sau khi đã tìm thấy một nửa hoàn hảo, Linh Miêu cái sẽ mang thai trong khoảng 63 đến 70 ngày và sau đó sinh từ 1 đến 4 con non trong một tổ ấm được giấu kỹ trong các khu vực an toàn như hang động, hốc cây hoặc bụi rậm. Điều này chẳng khác gì việc chúng xây dựng một biệt thự nhỏ để bảo vệ những đứa con của mình khỏi các mối đe dọa từ bên ngoài. Con non sinh ra với đôi mắt nhắm nghiền, hoàn toàn phụ thuộc vào mẹ. Chúng mở mắt sau khoảng 10 đến 14 ngày và bắt đầu khám phá thế giới xung quanh sau vài tuần. Điều này giống như việc trẻ em bắt đầu bò lẩm chẩm khắp nhà và Linh Miêu mẹ cũng phải cẩn thận để đảm bảo con mình không gặp nguy hiểm. Trong suốt thời gian này, Linh Miêu mẹ là người chăm sóc chính, bảo vệ và nuôi dưỡng con non bằng sữa mẹ. Khoảng 3 đến 5 tháng sau, con non bắt đầu được mẹ dạy cách săn mồi và sinh tồn, giống như một khóa học cấp tốc về cuộc sống hoang dã. Chúng sẽ ở với mẹ cho đến khi đạt khoảng 10 tháng tuổi, sau đó bắt đầu cuộc sống tự lập. Nhưng dù có mạnh mẽ và tài giỏi đến đâu, Linh Miêu cũng không thể thoát khỏi những mối đe dọa từ con người và thiên nhiên. Hãy cùng khám phá những thách thức mà loài động vật này đang phải đối mặt. Linh Miêu, dù là bậc thầy săn mồi, vẫn phải đối mặt với những mối đe dọa đáng kể từ sự biến đổi khí hậu, suy thoái môi trường sống và săn bắn trái phép. Các khu rừng bị tàn phá, đất đai bị đô thị hóa và nguồn thức ăn ngày càng khan hiếm khiến cuộc sống của Linh Miêu trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với Linh Miêu chính là mất đi môi trường sống tự nhiên. Khi con người mở rộng lãnh thổ, các khu rừng và đồng cỏ nơi mà Linh Miêu thường sinh sống dần dần biến mất, khiến chúng phải di cư đến các khu vực khác để tìm kiếm nơi ở mới. Không chỉ có vậy, Linh Miêu còn phải đối mặt với việc săn bắn trái phép để lấy lông và bộ phận cơ thể. Mặc dù đã có các luật bảo vệ, nhưng thực tế là nhiều khu vực vẫn còn tồn tại tình trạng săn bắn lén lút, đe dọa sự sống còn của loài Linh Miêu. May mắn thay, có nhiều tổ chức và dự án bảo tồn đã được thành lập để bảo vệ loài Linh Miêu. Từ việc thiết lập các khu bảo tồn thiên nhiên, luật bảo vệ động vật hoang dã, cho đến các chương trình nhân giống trong điều kiện nuôi nhốt, tất cả đều nhằm mục đích bảo vệ loài động vật này khỏi nguy cơ tuyệt chủng. Tuy nhiên, để các biện pháp bảo tồn thành công, cần có sự hỗ trợ từ cộng đồng và sự hợp tác quốc tế. Việc giáo dục cộng đồng về tầm quan trọng của Linh Miêu trong hệ sinh thái là điều cực kỳ cần thiết. Chúng ta cần thúc đẩy sự tham gia của công chúng vào các chương trình bảo tồn để đảm bảo rằng Linh Miêu sẽ không chỉ tồn tại mà còn phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Linh Miêu không chỉ là một loài động vật hoang dã mà còn là một biểu tượng văn hóa. Chúng ta hãy cùng khám phá những câu chuyện và ý nghĩa mà loài vật này đã truyền tải qua các thế kỷ. Từ xưa đến nay, Linh Miêu đã xuất hiện trong nhiều câu chuyện dân gian, thần thoại và nghệ thuật, trở thành biểu tượng của sự tinh tế, khéo léo và bí ẩn. Trong các nền văn hóa khác nhau, Linh Miêu được xem như một sinh vật đặc biệt, có khả năng nhìn thấu qua bóng tối và khám phá những bí mật ẩn giấu. Ở châu Âu thời Trung Cổ, Linh Miêu được coi là sinh vật bí ẩn, có thể thấy mọi thứ trong bóng tối. Chúng thường được liên tưởng đến sự khôn ngoan và quyền lực, và nhiều khi còn được xem như thần bảo vệ của các khu rừng. Trong văn hóa dân gian Bắc Mỹ, đặc biệt là của người bản địa, Linh Miêu thường được coi là biểu tượng của sự khéo léo và thích nghi. Chúng được tôn kính và đôi khi còn được coi là thần bảo vệ của các khu rừng. Linh Miêu không chỉ là một loài vật, mà còn là một phần quan trọng trong tinh thần và cuộc sống của nhiều bộ tộc. Nghệ thuật hiện đại cũng không bỏ qua sự quyến rũ của Linh Miêu. Hình ảnh của chúng xuất hiện trên nhiều bức tranh, điêu khắc và thậm chí cả trong thời trang, nơi chúng tượng trưng cho sự tự do và hoang dã. Sự hiện diện của Linh Miêu trong nghệ thuật là một minh chứng cho việc chúng ta vẫn còn bị cuốn hút bởi vẻ đẹp và sự bí ẩn của loài động vật này. Ngoài ra, Linh Miêu còn có mặt trong các câu chuyện ngụ ngôn và truyền thuyết, nơi chúng thường được miêu tả như những sinh vật thông minh và mưu mẹo. Chúng là những kẻ vượt qua khó khăn bằng sự khéo léo của mình, và đó chính là điều làm cho chúng trở nên đặc biệt trong văn hóa con người. Linh Miêu,
với tất cả vẻ đẹp và sự huyền bí của mình, đang phải đối mặt với một tương lai không chắc chắn. Nhưng liệu chúng ta có thể làm gì để bảo vệ chúng và đảm bảo rằng loài vật này sẽ tiếp tục tồn tại trên trái đất này? Tương lai của linh miêu phụ thuộc vào sự nỗ lực của con người trong việc bảo tồn và khôi phục môi trường sống của chúng. Nếu chúng ta không hành động, linh miêu có thể trở thành một trong những loài động vật tuyệt chủng tiếp theo, chỉ còn lại trong những câu chuyện và hình ảnh. Cùng với sự hợp tác quốc tế và cam kết của các tổ chức bảo vệ động vật, chúng ta có thể đảm bảo rằng linh miêu sẽ không chỉ tồn tại mà còn phát triển mạnh mẽ. Nhưng điều này không thể xảy ra nếu không có sự ủng hộ và tham gia của cộng đồng. Mỗi người trong chúng ta đều có thể đóng góp một phần nhỏ để bảo vệ loài linh miêu, từ việc ủng hộ các chương trình bảo tồn đến việc giáo dục và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của chúng. Linh miêu là một trong những viên ngọc quý của thiên nhiên, một biểu tượng của sự hoang dã và bí ẩn. Hãy cùng chung tay bảo vệ loài động vật tuyệt vời này, để chúng mãi mãi là một phần không thể thiếu của thế giới hoang dã. Bởi vì, nếu không có linh miêu, chúng ta sẽ mất đi một phần của thiên nhiên và một phần của chính chúng ta. Vậy là hành trình khám phá thế giới loài linh miêu của chúng ta đến đây là kết thúc. Hy vọng rằng bạn đã học được nhiều điều thú vị và sẽ cùng chúng tôi tiếp tục hành trình này trong những video tiếp theo. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ kênh Ông HTG của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn trong những hành trình thú vị tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.